Lo xin chào mọi người, bây giờ này mình sẽ chơi tựa game Plants vs Zombie. Bây giờ chúng ta sẽ chọn này nhân vật. Ok. Ta sẽ bảo vệ những bông hoa mặt trời này. Oh, đây zombie đã đến. Rồi, bắn đạn vào người zombie này. Đây, xây dựng. Tiếp ạ. Sẽ đặt bom. Này, đặt bánh này ngăn cho zombie đến. Đây, chiếc bánh này. Bảo vệ nó này. Thế là, này. Tiếp theo này. Rồi, rơi nát đầu zombie rồi. Xây dựng quân cho thua ạ, thua ạ. Xem cái lên chưa. Có lực xe này. Rồi con này này sẽ cho nó tan nát luôn. Ok, nó ra được hạ gục. Tiếp theo. Level 21 này. Đây, chọn nhân vật. Good.
zombies are coming. Có. Có. 150 có. Một video 60 view cũng có. Cao nhất một video 60 view. Đây. Đây xây dựng trái ngô đây. Đây chúng ta sẽ xây dựng một bông hoa này. Bom này. Đây, tôi sẽ xây dựng một trái dưa hấu. Rồi, đây nâng cấp dưa hấu. Rồi, bám rất nhiều cái dưa. Chết tiệt. Dấu này. Rồi, ok, bọn này sắp tăng rồi. Ok, đã hoàn thành level 100 nha.